Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với Bảo Kinh Thánh hàng ngày. Sáng nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 25 tháng 9 năm 2023 với đề tài đó là Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Và Chúa yêu của chúng con, tạ ơn Chúa ngày hôm nay chúng con bắt đầu một ngày mới. Chúng con cùng học lời của Chúa, tạ ơn Chúa ban chúng con lời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh ngày dẫn dắt chúng con, hướng dẫn chúng con và giúp chúng con hiểu được. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ. Phần ngày kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay ở trong Matthew đoạn 14 từ câu 13 đến câu 21. Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đồng dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên thấy đồng dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ đến gần Ngài mà thưa rằng ở đây vắng vẻ và trời tối rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi có đầy 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng, hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng. Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà, con nít. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong Jeremy, đoạn 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Câu hỏi suy gẫm. Chúa đi tẻ ra nơi thành vắng, nhưng khi thấy đoàn dân tìm Chúa, Ngài đã làm gì cho họ? Đến chiều tối, cách giải quyết thức ăn cho đoàn dân đông của các môn đồ và của Chúa khác nhau thế nào? Chúa muốn dạy môn đệ và chúng ta bài học gì? Sau khi nghe tin ông dân Báp-tít bị giết, Chúa Giêsu rời bỏ Galilea xuống thuyền đi đến một nơi thành vắng. Ngài cũng muốn các môn đệ có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Đoàn dân thấy thuyền của Chúa rời đi. Họ không trở về, nhưng lại đi theo đường bộ đến trước chỗ Chúa định đi. Khi Chúa Giêsu vừa ra khỏi thuyền, thấy đoàn dân đông đúc, Ngài động lòng thương xót, tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh như câu 14 và Luca đoạn 9 câu 11. Trước nhu cầu của đoàn dân, nhu cầu nghỉ ngơi của Chúa trở nên thứ yếu. Ngài tận dụng cơ hội để giảng dạy, chữa bệnh và giới thiệu nước Đức Chúa Trời cho mọi người. Khi trời đã tối, các môn đệ xin Chúa Giêsu cho đoàn dân về vì nơi này vắng vẻ, không thể mua được thức ăn. Giải pháp của các môn đệ là đẩy trách nhiệm cho dân chúng tự lo. Nhưng Chúa Giêsu đã phán với họ, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Câu 16. Chúa muốn các môn đệ biết rằng họ không thể chỉ quan tâm đến nhu cầu thuộc linh mà thôi. Các môn đệ thưa với Chúa, họ chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Ý họ muốn nói trong khả năng của họ, dù có muốn cũng không thể làm gì. Chúa Giêsu phán, hãy đem đây cho ta. Và Ngài đã làm phép lạ hóa bánh cho hơn 5.000 người ăn, không kể đàn bà và con nít. Sau khi ăn no nê, còn thâu lại được 12 giỏ đầy. Chúa Giêsu không bắt chúng ta phải làm những điều lớn lao vượt quá khả năng của mình. Chúa muốn chúng ta động lòng thương xót trước nhu cầu của những người xung quanh, cả nhu cầu thuộc linh lẫn thuộc thể. Chúa dạy chúng ta hãy cho họ ăn, là trách nhiệm phải hành động bằng những việc làm cụ thể. Không thể để ngoài tai những trăn trở, những thiếu thốn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh em mình. Cơ đốc nhân không thể nói yêu thương nhưng lại không giúp đỡ người khác khi họ thật sự thiếu thốn. Đức tin thật phải thể hiện bằng việc làm trong Gia-cơ đoạn 2 câu 14 đến câu 16. Chúa không để chúng ta làm một mình. Ngài muốn chúng ta nhận biết trách nhiệm và thực hiện trong khả năng của mình, đồng thời trình dâng nhu cầu lên Chúa. Chính Ngài sẽ làm những điều thật lớn lao từ những điều nhỏ bé của chúng ta dâng lên Ngài. Nha, cảm ơn Chúa. Có lẽ phần Kinh Thánh nói về phép lạ Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn này. Cô chú anh chị em đã được nghe giảng nhiều nơi các đại tớ của Chúa. Chúng ta đã được học rất là nhiều. Và ở trong nhóm học Kinh Thánh yêu thương cũng đã học ở trong buổi thứ 6 về phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều. Và chúng ta đã biết rất là nhiều những bài học mà Chúa dạy cho chúng ta. Nhưng ngày hôm nay, điều mà Chúa dạy cho Lợi cũng như cô chú anh chị em đó là trách nhiệm của chúng ta.
với đề tài đó là chính các ngươi hãy cho họ ăn. Chúng ta có nhìn thấy họ đang cần được ăn. Chúng ta có động lòng thương xót khi thấy họ đang ở trong hoàn cảnh cần được chu cấp. Chúng ta có nhìn thấy rằng đó là trách nhiệm của chính chúng ta hay không? Bây giờ mình nhìn vô hội thánh Chúa, hội thánh địa phương của mình, những công việc ở trong các ban ngành, công việc Chúa, từ việc dọn băng ghế, lau nhà thờ, quét dọn, rửa những cái cánh quạt. Ở thành phố có máy lạnh nhưng ở vùng quê sử dụng quạt. Chúng ta phải vệ sinh rửa sạch những cánh quạt để có thể gió được mạnh hơn, để mát hơn. Chúng ta vệ sinh những cái băng ghế sạch sẽ để con nhân của Chúa đến ngồi một cách thoải mái, thích thú trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta có bước vào trong việc quét dọn xung quanh nhà Chúa, trồng những cây kiểng, hay là chúng ta có giữ xe một cách cẩn trọng, ân cần, và chúng ta có là những người tiếp tân, là những người hướng dẫn chương trình với cái tấm lòng của mình, dồn hết tất cả công việc để dâng lên cho Chúa hay không? Chúng ta có dành những cái bắt tay ấm áp, chúng ta nhìn những ánh mắt yêu thương để nâng đỡ khích lệ anh em chúng ta mỗi lần anh em chúng ta đến nhà của Chúa hay không? Chúng ta có nghe đến một hoàn cảnh của một người đàn bà quá, một người già cả, một người cô đơn đang cần giúp, chúng ta có đến giúp hay không? Hay chúng ta nhìn thấy đó là trách nhiệm của ban thăm viếng chăm sóc cơ, đó là trách nhiệm của ông quản nhiệm, đó là trách nhiệm của người này người kia mà không phải là của chúng ta. Chúa nói chính các ngươi hãy cho họ ăn. Đừng bao giờ nói hãy đi cho bình an, hãy đi cho ấm, cho no mà chúng ta không cho họ ăn, không cho họ mặc. Ồ, nhìn đi cô chú anh chị em sẽ thấy xung quanh chúng ta rất nhiều việc mà Chúa đang nói. Chính con phải làm điều đó cho anh em con. Chính con phải bước vào trong công việc của Chúa. Con thấy cái chỗ sức mẻ nào, con phải đứng vào nơi sức mẻ đó. Mình thường hay than trách lắm. Nhà thờ tôi giờ nguội lạnh lắm, thiếu cầu nguyện. Nhà thờ tôi giờ không có tình yêu thương. Anh em ganh ghét rồi tranh giành với nhau. Nhà thờ tôi thế này thế kia. Nhưng cô chú anh chị em mình đã đứng vào trong vị trí nào để vá, để bù đắp lại những chỗ thiếu đó. Mình thấy thiếu cầu nguyện, mình có cầu nguyện và mình cứ kêu gọi anh em để cùng cầu nguyện hay không? Thiếu thăm viếng chăm sóc, mình có bước vào để cùng thăm viếng chăm sóc hay không? Hay mình nghĩ đó là công việc của ông A, ông B, ông C, và thậm chí là gì, người đó đứng hay ngã là trách nhiệm của người đó chứ sao lại quy cho tôi? Nhưng Chúa nói chính các ngươi, chính con hãy làm điều đó cho anh em con trước hết. Chính con, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Họ đang đói khát về thuộc linh, họ đang đói, đang thiếu thốn về thuộc thể. Chính chúng ta là người phải có trách nhiệm khi Chúa cho chúng ta nhìn thấy của Chúa anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bài học hôm nay Chúa muốn nhắc nhở cô chú anh chị em ở lĩnh vực nào, ở trường hợp cụ thể nào, ở trong ngay hội thánh địa phương của cô chú anh chị em. Hãy nhìn thấy. Hãy biết đó là trách nhiệm của mình khi Chúa cho chúng ta thấy. Để rồi chính chúng ta là người làm, là người thực hiện của chú anh chị em. Đây là câu hỏi của bài học. Bạn có quan tâm đến nhu cầu thuộc linh cũng như thuộc thể của anh chị em mình chưa? Bạn có những việc làm cụ thể nào? Nha, rất cụ thể luôn của chúng em. Hãy nhìn ngay chính chi hội địa phương của mình, ngay ban ngành của mình, ngay chính hàng xóm của mình, ngay chính gia đình của mình. Đâu là trách nhiệm của mình ở trước mặt Chúa mà Chúa nói rằng chính các con, chính ngươi hãy làm điều đó. Đây là gợi ý của bài học. Là Chúa, xin cho con không chỉ nói yêu thương, nhưng là hành động yêu thương đối với người xung quanh con. Nguyện qua những hành động nhỏ bé con, Chúa sẽ ban ơn để đem lại sự gây dựng, khích lệ cho những người xung quanh con, và cũng bày tỏ rằng con là con cái thật của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Đó là lời gợi ý trong sự cầu nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào sự cầu nguyện. Chúa giúp cho chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con nhìn thấy những nan đề, những khó khăn, những việc phải làm. Chúa xin Chúa cho chúng con để chúng con không chỉ nhìn thấy nhưng mà chúng con bắt đầu bước vào làm.
Chúa bảo chính các con hãy làm. Đó là việc mà các con phải làm. Ôi cảm ơn Chúa, xin mở mắt chúng con. Xin mở tâm trí của chúng con về phương diện thuộc linh để chúng con nhìn thấy nhu cầu của anh em con. Để chúng con nhìn thấy trách nhiệm của chúng con. Cảm ơn Chúa sự nhắc nhở của Ngài. Xin cho chúng con mạnh mẽ để trao dâng chúng con cho Chúa để chúng con làm ngay, làm liền và không suy nghĩ. Và ngay cả khi chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, một cái sự có nhỏ trước một nhu cầu rất lớn của một hội chúng. Nhu cầu rất lớn của anh em chúng con. Nhưng chúng con trao sự nhỏ bé đó vào trong tay của Chúa và Chúa sẽ biến nên rất là lớn để giúp cho anh em chúng con. Ôi tạ ơn Chúa, chúng con có Ngài. Chúng con có Chúa luôn giúp đỡ chúng con. Chúng con vẫn lòng, chúng con yên tâm, chúng con hạnh phúc khi chúng con được phục vụ Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với Lợi. Xin Chúa giúp để là chúng ta không phải học, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được cho chính mình bài học tuyệt vời trong ơn của Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin kính chào tạm biệt.